Vào một buổi chiều mùa thu tháng 9, hai bạn thực tập sinh Nghĩa và Dũng đang cùng nhau nhìn lên bầu trời và quan sát một hiện tượng. Này chú, tiền cứ cắm đầu như thế này, không biết bao giờ quay trở lại giá 200 như hồi năm ngoái chú nhỉ? Vậy anh tính sao? Thôi, chắc có lẽ anh về. Thế anh định rời bỏ Nhật Bản à? Anh quên lời hứa chúng ta sẽ cùng nhau đi thi N2 à? Chắc có lẽ phải vậy thôi chú ạ. Chú ở lại nhé. Anh về. Em ơi, đưa cho anh vali nè. Bye bye chú nhé. Bye bye chú. Bye bye Nhật Bản. Anh về đây. Và kể từ đó, trong khi bạn bè cứ lần lượt rời xa Nhật Bản, Nghĩa ngày đi làm, tối về luyện tiếng Nhật. Cứ như vậy, một năm trôi qua. Cuối cùng, ngày biết điểm thi GLPT cũng tới. Trong đêm tối, Nghĩa ngồi mò mẫm số báo danh của mình trên màn hình. Tôi đỗ rồi bà con ơi! Tôi đỗ N1 rồi! Anh Nghĩa ơi, yên lên 230 rồi kìa! Rồi, nhé. Dậy đi làm đi. Yên lại thấp. Tỉnh ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Mua làm rồi.